Đây là chuyên mục sách nói, chuyên về các cuốn sách tài chính cá nhân. Nếu có điều kiện mua sách, bạn hãy mua để ủng hộ tác giả. Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 2. Tác giả Gu Duc Song. Mấu chốt của thành công là xác định đúng mục tiêu. Đúng vậy, trong điều kiện tài sản bảo đảm và tài sản dưỡng già đều được bảo đảm, phải bắt đầu tích lũy từ tài sản đầu tư. Nếu như từ hôm nay cậu đã xác định được mục tiêu đầu tư, thì tiếp theo sẽ xuất hiện những sự việc thần kỳ. Trước đó, chú Sóc Chuồn đã từng phải nếm mùi thất bại, nên câu nói này của giáo sư Masu khiến anh rất vui. Anh kéo ghế xích lại gần giáo sư hơn một chút. Như cậu đã biết, thu nhập bình quân năm của một gia đình bình thường là 40 triệu won. Như vậy, trong cuộc đời mình, người chủ gia đình sẽ có trong tay khoảng 1 tỷ 200 triệu won, một số tiền lớn đúng không? Nếu chỉ tính đến điều này, phần lớn người chủ gia đình đều có thể trở thành triệu phú. Nếu họ biết cách quản lý, khoản tiền lớn này sẽ tăng lên gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Nhưng ngược lại, nếu không để tâm, họ sẽ dễ dàng bỏ qua cơ hội này, thậm chí còn vô tình đánh mất khoản tiền này và khiến gia đình rơi vào khủng hoảng. Những ví dụ như thế này rất nhiều. Ngược lại với kỳ vọng của bản thân, cuối cùng đánh mất khoản tiền này, điều này rất có thể xảy ra. Nhưng chẳng lẽ lại còn có người vứt số tiền đó đi sao ạ? Đôi gì hề chẳng phải như vậy sao? Cậu ta cũng không thể coi là đánh mất số tiền này, mà là tự vứt tiền đi. Đầu tư nhưng không hề có bất kỳ mục đích gì, và không xem xét đến bất kỳ rủi ro nào. Chỉ thấy cái lợi trước mắt là lao vào. Điều này khác gì so với Don Quixote, bất chấp tất cả để lao vào cối xay gió. Do đó, gọi cách đầu tư này là ném tiền qua cửa sổ là hợp lý hơn cả. Nếu suy xét kỹ thì quả đúng là như vậy. Đồ Di Hê có thu nhập rất cao. Trong vòng 5 năm qua, mỗi năm thu nhập gần 100 triệu won. Nhưng bây giờ thì không một xu dính túi. Cậu ta cũng không tiêu pha hoang phí, nhưng tiền thì lại cứ đội nón ra đi. Trong cuộc sống, tiền rất quan trọng. Nhưng làm thế nào để kiểm soát tiền? Ngay cả ở trường học cũng không ai dạy cho cậu cả. Vì vậy mới xảy ra những câu chuyện tưởng như hoang đường. Thực ra trong cuộc sống, nếu từng bước phân tích những hỉ nộ ái ố mà chúng ta cảm nhận được, sẽ phát hiện ra rằng phần lớn những cung độ tình cảm này đều có liên quan đến tiền bạc. Bạn có thể duy trì tâm trạng bình thường hay đang rơi vào trạng thái bất an. Tất cả đều được quyết định bởi việc chúng ta làm thế nào để kiểm soát được số tiền ta có được. Về sau, cậu cũng phải bỏ công sức ở phương diện này để tránh bản thân phạm phải những sai lầm trong vấn đề tiền bạc. Chỉ cần kiểm soát tiền bạc của cậu đạt đến mức độ thành thục, lúc đó hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với cậu. Giáo sư Masu nhìn chú Sóc Chun, trên mặt lộ rõ vẻ hài lòng khi thấy chú Sóc Chun có thể thay đổi giá trị quan theo hướng mà ông đã chỉ. Ông có cảm giác như được đứng trên bục giảng. Sau khi uống hết cà phê trong cốc, giáo sư Masu lại nhắc nhở chú Sóc Chun còn có một điểm phải chú ý. Trước khi đầu tư, cậu phải ghi nhớ một điều. Cho dù là ai, nếu đầu tư đều mong muốn kiếm được nhiều tiền. Do đó, có một số người có những hành động mạo hiểm, không xem xét đầu tư nên bắt đầu như thế nào. Do đó đã bị khoản lợi nhuận khổng lồ không thực tế làm lóa mắt, cuối cùng mất phương hướng. Anh bạn Dozihe của cậu là một ví dụ điển hình. Chú Sóc Chun đồng tình với giáo sư và lắng nghe giáo sư phân tích. Nhưng điều đáng chê trách là những người kiếm được khoản tiền lớn lại luôn bắt đầu chặng đường đầu tư của mình bằng một đồng giấy bạc. Có nghĩa là trong đầu tư, cậu phải nhận thức rõ tầm quan trọng của vốn đầu tư, phải ghi nhớ rằng khi cậu tùy tiện vứt đi đồng bạc mà có thể ươm thành mầm, cái cây phát tài của cậu trong tương lai cũng dần dần chết khô. Những người giàu tạo ra khối tài sản khổng lồ đều rất tin tưởng bản thân có thể nuôi dưỡng cái mầm với giá trị một đồng trở thành một cái cây cao chọc trời. Và họ cũng ươm trồng từng chiếc mầm tiền đó xuống mảnh đất màu mỡ. Nhưng cái mầm tiền bạc rốt cuộc là cái gì đây? Trong giới đầu tư, cái mầm của tiền bạc được coi là vốn. Nhưng làm thế nào để có vốn? Phần lớn vốn đầu tư có được nhờ quá trình làm việc chăm chỉ của cậu.
Những triệu phú tay trắng làm nên sự nghiệp đều không ngừng tạo ra thu nhập, tiếp đó đem một phần thu nhập có được để đầu tư, cuối cùng có được cái cây phát tài, cành lá sum suê. Nhưng cậu hãy nhìn Dozihe, cậu ta có một công việc với điều kiện cũng như đãi ngộ tốt hơn những người bình thường khác, do đó chất lượng của những chiếc mầm mà cậu ta có được cũng tốt hơn những người xung quanh. Nhưng đáng tiếc, cậu ta lại không biết lợi dụng vũ khí lợi hại đó, đem tiền đầu tư lung tung. Kết quả là cậu ta đã mất cả chì lẫn chài. Cậu hãy xem cái này nhé. Giáo sư Masu đặt tách cà phê sang một bên và mở máy tính xách tay. Theo cậu, sau 10 năm, nhà đầu tư A hay B trong bảng trên sẽ tích lũy được nhiều tài sản hơn. Theo như bảng trên thì A thu nhập được nhiều hơn, nhưng nếu phán đoán theo số vốn đầu tư của hai người thì tài sản của B sẽ nhiều hơn ạ. Đúng vậy, tuy thu nhập của B rất ít, nhưng anh ta biết được tầm quan trọng của thu nhập hàng tháng và khá tiết kiệm và thận trọng đầu tư, cho nên vốn đầu tư nhiều hơn của A. Ngược lại, A do chi tiêu quá đà và không coi trọng đầu tư nên đã mất đi rất nhiều vốn đầu tư. Giáo sư Masu dùng bút bi chỉ vào cột vốn đầu tư và thu nhập tháng của B và nhìn thẳng vào đôi mắt của chú Sóc Chun. Tài sản của Warren Buffett đứng hàng đầu trên thế giới, một trong những bí quyết để dẫn đến thành công của ông đó là tiết kiệm và đầu tư. Khi còn trẻ, ông đã biết phải có kế hoạch cho tương lai nên đã tiến hành đầu tư và tiết kiệm, cho dù là một đô la cũng không tiêu lung tung và luôn kiểm soát chi tiêu trong phạm vi thu nhập. Chính thói quen đầu tư này đã giúp ông có được một con ngỗng ngày nào cũng biết đẻ trứng vàng. Với con ngỗng này, ông đã trở thành một trong những người giàu nhất nước Mỹ, đã trở thành thần tượng của rất nhiều bạn trẻ. Do đó, càng trẻ càng phải hiểu được giá trị của số vốn ít ỏi và giá thành cơ hội của nó. $4,000 mỗi ngày, $40,000 sau 10 năm và $3,800,000,000 sau 30 năm. Sau khi chăm chú nghe giáo sư giải thích, chú Sóc Chun đã nêu ra một câu hỏi. Thưa thầy, bây giờ em đã nhận thấy rõ tầm quan trọng của tiền lương, nhưng nếu chúng ta chỉ dựa vào thu nhập và quản lý tiền bạc để nuôi trồng mầm tiền thành một cái cây cao chọc trời, chẳng phải sẽ mất rất nhiều thời gian đúng không ạ? Về nguyên tắc, chú Sóc Chun trước tiên đồng ý với việc phải gieo mầm tiền bạc, nhưng anh e rằng thời gian để cho chiếc mầm đó lớn thành cây to sẽ rất dài. Giáo sư Masu phá lên cười trước sự lo lắng của anh, nhưng ông vẫn nhẫn nại giải thích. Vấn đề thời gian mà cậu nhắc đến cũng là một bí mật để tạo ra tài sản đầu tư. Nếu không biết cách lợi dụng thời gian, chắc chắn sẽ rất khó tạo ra tài sản đầu tư như ý. Chúng ta thường thấy rất nhiều người nóng lòng muốn phải giàu lên nhanh chóng trong một thời gian ngắn. Nhưng càng nóng lòng bao nhiêu thì càng dễ rơi vào cái bẫy của tiền bạc. Lúc đó đừng mơ đến làm giàu, không khéo còn trở thành nô lệ của đồng tiền. Nhưng có một điểm cậu phải ghi nhớ, thời gian vĩnh viễn không bao giờ duy trì một tốc độ. Nhưng cậu sẽ luôn cảm thấy thời gian trôi đi rất chậm, không biết đến bao giờ mới có được tài sản đầu tư như mình mong muốn. Tuy nhiên, sau khi cậu đã bước trên con đường tăng tốc để thành công, tất cả chẳng qua chỉ là sự việc trong nháy mắt. Trong thời gian chưa đến một ngày, thậm chí sẽ có được thành quả tương đương với cả một năm. Giáo sư Masu dường như đã biết trước câu hỏi của chú Sóc Chun nên ông trả lời rất bình thản, bởi lẽ ông hiểu rất rõ rằng mọi người luôn có thái độ nôn nóng trước cái lợi của tiền bạc. Tôi sẽ lấy thêm một ví dụ nữa nhé. Những hộ giàu lên nhanh chóng hoặc những người nổi tiếng trong mắt mọi người thực ra cũng có một chặng đường vất vả, chỉ họ mới biết. Nhưng họ biết chờ đợi, sự chờ đợi này không có thỏa hiệp, cũng không có sự bỏ cuộc. Cuối cùng vào một ngày nào đó, trong phút chốc, bỗng thu được thành công. Thành công trong phút chốc? Giống như những nhà thơ, bỗng chốc trở nên nổi tiếng sau một đêm ạ? Đúng vậy. Nhưng hầu hết, mọi người đều không có tính nhẫn nại, đều oán giận thời gian sao trôi đi quá chậm. Khi họ vứt bỏ hết để quay đầu bước đi, thì họ đâu ngờ thành công đã ở rất gần họ. Chỉ là do họ không đợi được đến giây phút đó, và rồi đón nhận sự thất bại.
Điều này cũng giống với Dozihe không chờ đợi được thị trường cổ phiếu hồi phục để lấy lại tiền đã mất. Cậu nên nhớ một điều, nếu không học được cách nhẫn nại, thành công sẽ không bao giờ chủ động đến gõ cửa nhà cậu. Hai người nói chuyện quên cả thời gian, lúc này cà phê cũng đã nguội lạnh. Chu Sốc Chun lại gọi thêm một cốc khác. Giáo sư Masu nói tiếp: "Tôi sẽ tiếp tục nói cho cậu biết nguyên nhân tại sao không thể quá nóng vội. Ban nãy cậu gọi thêm một ly cà phê, tôi sẽ lấy luôn đó làm ví dụ nhé. Người trẻ thường thích uống cà phê, nhưng nếu mỗi ngày có thể tiết kiệm được 4.000 won cà phê, chúng ta hãy thử tính xem mình có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền nhé. Mỗi ngày 40.000 won, với 20 ngày của một tháng, chúng ta có thể tiết kiệm được 80.000 won, một năm là 960.000 won. Như vậy, chúng ta hãy dùng Excel để tính toán khoản tiền tiêu vặt đó có thể đem lại cho chúng ta bao nhiêu lợi nhuận. Nếu như dùng số tiền đó để đầu tư với thời gian ngắn là 5 năm, cho dù là tỷ lệ lãi suất kép có cao đến như thế nào cũng không thể có được bao nhiêu lợi nhuận cả. Nhưng nếu chúng ta đầu tư trong vòng 10 năm, có thể sẽ thu được một khoản tiền lớn. Tỷ lệ lợi nhuận 25% trong bảng là tỷ lệ lợi nhuận 20 năm của tỷ phú thông thái Warren Buffett. 12% là tỷ lệ lợi nhuận đầu tư dự kiến của thị trường mới nổi. Với 4.000 won, tiền tiêu vặt mỗi ngày, sau một thời gian, số tiền đó có thể lên thành một mỏ vàng lớn, lên tới 3.800.000 won. Chà, đúng là thần kỳ! Trong vòng 30 năm, mỗi ngày tiết kiệm 4.000 won tiền cà phê, có thể có được một thu nhập khủng là 3.800.000 won. Đây chính là sức mạnh của lãi suất kép. Cho dù mỗi ngày chỉ cần tiết kiệm 4.000 won cũng có thể tích lũy được một khoản tiền lớn. Lãi suất kép giống như thực vật lấy thời gian là chất dinh dưỡng. Khi mới sinh trưởng, có thể tốc độ của nó rất chậm. Nhưng sau một thời gian, nó sẽ sinh trưởng với một tốc độ rất nhanh và sẽ ngày càng nhanh hơn. Nếu như đầu tư khoảng 2-3 năm đã mong chờ sự xuất hiện của lãi kép, điều này cũng giống như việc hái quả xanh để ăn. Chúng ta bắt buộc phải đợi đến lúc trái ngọt, đừng bao giờ vì ăn phải quả xanh mà chê nó vừa nhỏ vừa chua. Muốn có được lợi ích do lãi kép mang lại, bắt buộc phải học cách chờ đợi. Từ góc độ này, chúng ta nhận thấy một điều, sự tồn tại của lãi suất kép khiến cho chúng ta phải dành thời gian từ 20-30 năm để tích lũy tiền dưỡng già. Có được khoản tiền này, cuộc sống sau khi về hưu của chúng ta sẽ được bảo đảm. Sau khi được giáo sư Masu giải thích về mối quan hệ giữa lãi suất kép và thời gian, Chu Sốc Chun đã nhen nhóm tia hy vọng của bản thân cũng phải có được một cây phát tài. Nhưng khi tận dụng được thời gian, cũng phải chú ý một điều, sự tăng trưởng của tài sản đầu tư không tỷ lệ thuận với thời gian. Trong giai đoạn đầu tiên của việc tích lũy tài sản, chắc chắn chúng ta sẽ phải đi rất nhiều đường vòng, nhưng đồng thời cũng sẽ đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm. Điều quan trọng nhất trong giai đoạn này là phải học cách nhẫn nại. Màn hình máy tính của giáo sư Masu lại xuất hiện một đồ thị. Thông qua đồ thị này có thể thấy, trong một thời gian nhất định, tốc độ tăng trưởng của tài sản không rõ ràng. Nhưng từ một thời điểm nào đó, tốc độ tăng trưởng sau điểm giới hạn sẽ giống như tốc độ tăng trưởng của quả cầu tuyết. Nhưng rất nhiều người trong quá trình hình thành tài sản đã bỏ cuộc trước khi xuất hiện điểm giới hạn. Nhìn chung khi đầu tư, nếu gặp một vài khó khăn nhỏ, mọi người đều có thể khắc phục. Nhưng nếu mục tiêu không rõ ràng, rất nhiều người không thể kiên trì đến cùng, nên việc đầu tư chắc chắn sẽ gặp phải thất bại. Những nhà đầu tư ngắn hạn không thể có sự kiên trì, cũng giống như các chú thỏ. Sau nửa hành trình, sẽ bị rùa ta cho rớt lại đằng sau. Họ không thể kiếm được nhiều tiền, do đó giai đoạn đầu tuy khó khăn một chút, nhưng không thể bỏ cuộc, phải quyết tâm đến cùng. Đầu tư dài hạn vô cùng quan trọng, nếu bỏ cuộc giữa đường, chắc chắn sẽ mất cả gốc lẫn lãi. Nếu như cậu tiết kiệm tiền uống cà phê, mỗi tháng số tiền đó sẽ là 80.000 won. Giả dụ chúng ta đầu tư với lợi nhuận năm là 8%, cậu có biết 20 năm sau số tiền đó sẽ là bao nhiêu không? Là 47.450.000 won. Nếu như cậu muốn lợi dụng triệt để hiệu quả của lãi suất kép cho tài sản đầu tư, cậu có biết còn có thể làm thế nào không?
Nếu như mỗi tháng tiết kiệm 80.000 won, có thể có được 47.450.000 won. Vậy thì muốn có được 474.500.000 won thì mỗi ngày phải gieo 10 mầm tiền có giá trị 4.000 won. Như vậy, thông qua lãi suất kép, chúng ta có thể tạo ra được khoản tiền dưỡng già sung túc. Chú Sốc Chun cũng cho rằng muốn tận dụng hiệu quả lãi suất kép không thể coi nhẹ mà lực của thời gian. Cậu thấy có thần kỳ không? Cậu chỉ cần nắm lấy và tận dụng những đồng tiền rơi rớt trong túi, thành công đã thuộc về cậu. Cậu phải nhớ rằng, đối với nhà đầu tư thành đạt, thời gian là vũ khí tối ưu nhất. Hy vọng mỗi ngày cậu đều có thể sử dụng được lá bài thời gian bí mật này. Kiểm soát rủi ro, biết sớm, lợi sớm. Chú Sốc Chun gật gù trước những gì giáo sư nói, anh lại hỏi tiếp. Nhưng thưa thầy, em phải tiến hành đầu tư như thế nào ạ? Lãi suất tiền gửi đều đã giảm từ 12% xuống còn 8%. Cổ phiếu thì lại rủi ro cao. Tiết kiệm ngân hàng tuy có thể đảm bảo an toàn cho vốn đầu tư, nhưng lợi nhuận lại quá thấp. Em thật sự không biết phải dùng cách nào để đầu tư ạ? Giáo sư Masu nhấp một ngụm cà phê, giơ tay xem đồng hồ. Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, nhưng ông không hề bận tâm đến việc đó, tiếp tục giảng giải cho Chu Sốc Chun. Sau khi đưa ra quyết định đầu tư, chắc chắn chúng ta sẽ đau đầu với việc lựa chọn phương thức đầu tư như thế nào. Nên lựa chọn gửi tiết kiệm có độ an toàn cao hay là cổ phiếu hoặc quỹ đầu tư rủi ro cao nhưng lại có thể thu được lợi nhuận như ý. Để tôi lấy một ví dụ, giả sử trong tay cậu có 10 triệu won, nếu dùng số tiền này để đầu tư tiết kiệm có kỳ hạn với lãi suất cố định là 5% một năm, trong điều kiện bảo đảm các khoản thuế, sau 30 năm, tổng số tiền tiết kiệm là 43 triệu won. Cách đầu tư này sẽ không thể mang đến lợi nhuận nào lớn cả. Chúng ta lại thử dùng cách khác, chia số tiền 10 triệu won đó thành 3 khoản tiền như sau: 3 triệu won, 3 triệu won và 4 triệu won và tiến hành đầu tư riêng rẽ. Giả dụ với khoản tiền 3 triệu won thứ nhất, do đầu tư vào cổ phiếu thất bại nên đã bị mất số vốn này. Khoản tiền 3 triệu won thứ hai chỉ thu được lãi suất là 1%, còn khoản tiền 4 triệu won cuối cùng đầu tư vào hạng mục có lãi suất là 12%. Vậy thì sau 30 năm, cậu sẽ còn lại được bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền ư? Chú Sốc Chun suy nghĩ đến số tiền 3 triệu won bị mất, một khoản tiền thứ hai với lãi suất 1% một năm. Anh cho rằng cứ như vậy chắc chắn sẽ tổn thất rất lớn. Điều không thể ngờ rằng trong tay cậu còn có đến 124 triệu won. Khoản tiền đầu tư thứ nhất do thất bại đã mất sạch. Khoản tiền đầu tư thứ hai chỉ có 1% lãi suất một năm. Nhưng khoản tiền đầu tư cuối cùng là 4 triệu won với lãi suất 12% một năm. Đó sẽ cho cậu nhiều hơn 81 triệu won so với việc gửi tiết kiệm với lãi suất cố định trong vòng 30 năm. Chú Sốc Chun giật mình, anh vốn tưởng rằng sẽ lỗ nặng, nhưng không ngờ lại có thể kiếm được hơn 80 triệu won, con số này khiến anh quá kinh ngạc. Do đó, khi còn trẻ, phải có sự quan tâm nhất định đối với sản phẩm đầu tư mang tính biến động như thị trường cổ phiếu. Sản phẩm tiền tệ có độ an toàn cao, tuy tạm thời có thể mang lại cho cậu cảm giác an toàn, nhưng một thời gian dài sau, do lãi suất của nó thấp hơn so với lạm phát, chắc chắn sẽ xuất hiện nguy cơ mất giá trị. Giáo sư Masu nói cho anh chàng ngạc nhiên Chu Sốc Chun rằng những điều thần kỳ còn đang ở phía sau. Giáo sư Masu nói cho anh chàng đang ngạc nhiên Chu Sốc Chun rằng những điều thần kỳ còn đang ở phía sau. Ngoài ra, vì tài sản đầu tư, cậu còn bắt buộc phải học được cách kiểm soát rủi ro, quan tâm đến thị trường cổ phiếu. Nếu lãi suất tiền gửi ngân hàng sau thuế là 3,5%, lợi nhuận thu được sau 3 năm mới là 10,5%. Nhưng nếu chúng ta lựa chọn quỹ đầu tư, chỉ cần bảo đảm lợi suất vượt qua 10,5% trong vòng 3 năm thì đó sẽ là kênh đầu tư tốt hơn với tiền gửi tiết kiệm. Nhìn từ góc độ phát triển của lịch sử, lợi nhuận bình quân năm của thị trường cổ phiếu đang trong giai đoạn phát triển là hơn 10%. Tôi tin rằng cậu đã có được đáp án, chỉ cần cậu có niềm tin với thị trường cổ phiếu, tài sản đầu tư của cậu sẽ dần dần được tích lũy. Nhưng nếu đến lúc đó lại phải gánh chịu ảnh hưởng giống như khủng hoảng tài chính châu Á thì phải làm thế nào ạ? Còn nhớ, lúc đó rất nhiều người vì chơi cổ phiếu mà khuynh gia bại sản.
Sau cuộc khủng hoảng đó, thị trường cổ phiếu luôn không ổn định, không ít người xung quanh Chu Suk Chun đã nếm phải quả đắng khi thị trường cổ phiếu rớt giá. Giáo sư Masu thừa nhận lúc đó gần 80% cổ phiếu của Hàn Quốc rớt giá mạnh, nhưng cuối cùng kinh tế vẫn hồi phục. Những năm 30 của thế kỷ trước, nước Mỹ cũng từng xảy ra khủng hoảng kinh tế, 86% cổ phiếu rớt giá, tỷ lệ thất nghiệp gần 30%, nhưng nền kinh tế Mỹ cũng vẫn vực dậy được. Cuối cùng thì thị trường vốn vẫn phải tiếp tục phát triển. Do đó, nhìn từ dài hạn, chúng ta không cần phải lo lắng vì điều này. Con người luôn có một thói quen, đó chính là không nhớ nổi mình đã khắc phục khó khăn như thế nào, nhưng lại nhớ rất rõ những thứ vặt vãnh, những gì tôi vừa nói với cậu đều có thể tìm được ví dụ thực tế để chứng minh. Lý thuyết là như vậy. Nhưng nhìn từ góc độ lịch sử, nhiều khi tỷ lệ lợi nhuận dài hạn trên thị trường cổ phiếu lại được quyết định bởi sự thay đổi trong vòng mấy ngày. Nói cách khác, nếu nắm bắt được cơ hội mấy ngày đó, chắc chắn có thể thu được lợi nhuận khả quan. Nhưng nếu bỏ lỡ, một phần rất lớn trong tỷ lệ lợi nhuận dài hạn đó sẽ mất đi. Nhưng trong hiện thực, ai có thể dự đoán được chính xác mấy ngày đó không? Không ai có thể biết được ngày nào thì giá cổ phiếu rớt giá. Nếu chỉ vì đợi đến lúc đó mới đầu tư thì về cơ bản sẽ không thể triển khai được bất kỳ khoản đầu tư có hiệu quả nào khác. Liên tục đầu tư tiền bạc mới là điều cơ bản nhất. Cũng giống như cuộc đời con người, hành vi đầu tư luôn có tính liên tục và tính nhẫn nại. Tính liên tục và nhẫn nại qua giọng nói của giáo sư Masu mang lại một màu sắc khác hẳn. Thất bại trước đây của anh chẳng phải có liên quan mật thiết đến hai từ này đó sao? Chu Suk Chun cảm thấy anh đã mất quá nhiều chi phí và sức lực mới lĩnh hội được chân lý này, nên nở nụ cười méo xẹo. Kiên nhẫn quả thực là đức tính mà em cần phải có trước nhất. Em cảm nhận được sâu sắc tầm quan trọng của đức tính này, đó là khi em chơi cổ phiếu Starfish. Cậu nói rất đúng. Tuy ban đầu hơi vất vả, nhưng không thể bỏ cuộc, phải kiên trì đến cùng. Đối với những nhà đầu tư cá nhân không biết lựa chọn cổ phiếu, có thể lựa chọn các quỹ đầu tư có sự giúp sức hoặc theo sát các quỹ đầu tư có chỉ số lợi nhuận tương đối trên thị trường. Thông qua đó có thể dễ dàng nắm bắt được tỷ lệ lợi nhuận trên thị trường cổ phiếu. Nghe những câu nói này của giáo sư Masu, Chu Suk Chun không còn lo lắng đầu tư vào thị trường cổ phiếu nữa. Trước đó, anh đã coi nhẹ nguyên tắc đầu tư cơ bản nhất và bị những biểu hiện hào nhoáng bên ngoài của thị trường cổ phiếu mê hoặc để phải trả giá đắt. Lúc này, điện thoại của Chu Suk Chun réo vang, anh nghe máy và nói vài câu, sau đó xin lỗi giáo sư. Em xin lỗi thầy, công ty em có việc, em phải về bây giờ. Em thực sự cảm thấy có lỗi khi để thầy phải vất vả đến đây. Không sao, tôi cũng tiện đường qua đây mà. Tôi đã chiếm dụng thời gian làm việc của cậu nhiều quá. Đâu có ạ, thầy đã dạy em bao nhiêu thứ quan trọng như vậy. Đáng lẽ ra em phải đến tận nơi để gặp thầy mới phải. Hai thầy trò đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê. Em cảm ơn thầy đã dành thời gian cho em. À đúng rồi, thời gian tới tôi và cậu có thể tạm thời không gặp nhau được vì tôi phải đi Nhật mấy tháng để bàn bạc vấn đề lập chi nhánh công ty ở đó. Sau khi chia tay, Chu Suk Chun cảm thấy rất lưu luyến, nhưng lúc đó anh lại không biết phải nói gì. Cuối cùng, tôi vẫn muốn nhắc cậu một câu. Dạ. Mọi người ai cũng muốn kiếm tiền nhanh giống như thỏ, nhưng cho dù là xem xét lại lịch sử hay những người xung quanh, chú rùa dùng số tiền vất vả lắm mới kiếm được để tiến hành đầu tư dần dần đã giành được thắng lợi cuối cùng. Tôi đã gặp rất nhiều người thất bại trong đầu tư. Theo quan sát của tôi, phần lớn họ đều quyết một phen sống chết để đầu tư theo những kế hoạch ngắn hạn không thực tế. Ngược lại, phần lớn những người thành công đều có kế hoạch đầu tư dài hạn. Do đó, kế hoạch đầu tư của cậu ít nhất cũng phải xác định từ 5 năm trở lên. Vì tương lai, hãy nắm chắc hiện tại. Vài người đàn ông đang hút thuốc bên ngoài nhà tang lễ. Mấy người phụ nữ cả tối đứng tiếp đón người đến viếng đang ngủ gật trên mấy chiếc ghế kê bên ngoài. Những tiếng khóc thương truyền đến bên tai nhắc nhở bây giờ là đã sáng sớm của ngày thứ hai. Chu Suk Chun ngước nhìn bầu trời đang dần chuyển màu trắng ở phía đông và hồi tưởng lại những gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Trong điều kiện thắt chặt tài chính, công ty anh đã đưa ra một loạt phương án sắp xếp lại các bộ phận kinh doanh. Anh bận tối mắt tối mũi, điện thoại anh bỗng vang lên.
đó là Dozihe. Anh Hong Song. Điều lo lắng cuối cùng đã đến. Kể từ khi nhìn thấy thân hình gầy gò của Song Hyung Song lần trước, anh luôn nghĩ đến bệnh tình của anh ta. Anh thở dài gác máy. Anh biết so với những đau đớn của căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối giày vò Song Hyung Song, thì sự hối hận đối với người thân khiến anh ta còn đau khổ hơn gấp bội lần. Nghĩ đến điều này, anh lại thấy tim mình nhói đau. Sau khi đến nhà tang lễ, anh mới thấy nơi đây ảm đạm hơn so với tưởng tượng, bởi lẽ bình thường Song Hyung Song là người có tính cách vui vẻ. Anh Sok Chun đấy ạ. À? Ồ, cậu đấy à, những người khác đâu? À, để tôi gửi tiền phúng đã. Chú Sok Chun đến trước cái bàn đặt ở cửa ra vào, gửi tiền phúng. Sau khi vào nhà tang lễ, trước tiên là cúi lại người đã khuất, sau đó làm lễ đối với gia quyến, nói một vài lời an ủi. Vợ của Song Hyung Song thẫn thờ, hai đứa con nhỏ thì vẫn khó có thể chấp nhận được sự thực là bố chúng đã qua đời, nghiền cổ lên nhìn. Ồ, cậu đến rồi đấy à, hôm nay ở lại đây chứ, qua bên này ăn chút gì đi. No Bung Song xem ra đã ngà ngà say, Oh Jun Bi và Do Ji Hye thì đang ngồi lặng lẽ uống rượu. Kể ra bốn người họ đã lâu lắm rồi không gặp nhau, thường ngày ai cũng bận rộn, ngay cả thời gian để ăn một bữa cơm cũng không có. Mau lại đây, ngồi xuống đi. Oh Jun Bi gượng cười với Chu Sok Chun rồi tiếp tục uống rượu. Oh Jun Bi sống một mình đã được hơn một năm nay, cậu ta gầy đi trông thấy. Dạo này ông thế nào? Tuy làm cùng công ty nhưng thường ngày lại chẳng có cơ hội gặp mặt. Chu Sok Chun quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Oh Jun Bi và ý tứ hỏi. Tôi à, tôi vẫn sống trong căn phòng nhỏ và hàng ngày kiếm tiền thôi. Câu trả lời hết sức bình thản của Oh Jun Bi khiến Chu Sok Chun càng thêm lo lắng. Này, ông đừng nhìn tôi với ánh mắt lo lắng như thế. Hai năm nay, lương của tôi cũng đã tăng 2 triệu won. Bây giờ cũng đã có thể thuê một căn nhà có một phòng ngủ rồi. 3 năm sau nữa, sau khi có khả năng thuê được căn nhà 3 phòng, lúc đó tôi sẽ đón vợ con lên. Chà, tôi thật sự hối hận, tại sao không kiếm tiền sớm hơn đấy. Chu Sok Chun cảm thấy yên tâm khi biết được tình hình của Oh Jun Bi đã dần dần có bước chuyển biến tốt. Trước đó anh đã rất lo lắng cho cuộc sống chăn đơn gối chiếc của anh ta. Thấy ông kiếm được tiền, tôi cũng yên tâm. Ông nên nghe ngóng xem gửi tiền vào chỗ nào có lãi suất cao hơn, ăn nhiều vào chút. Này, tại sao ông lại không ăn gì vậy? Chu Sok Chun đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt Oh Jun Bi và khuyên anh ta nên ăn thêm. Thức ăn bên ngoài thật chả ra làm sao. À này, ông dạo này thế nào? Hình như gần đây ông không lái xe đi làm nữa. Ồ, tôi vẫn chưa nói với ông. Tôi đã bán căn nhà trước đây rồi và đổi sang một căn có thể chịu được giá. Căn nhà trước đó tiền vay ngân hàng nhiều quá, chỉ tính riêng lãi suất đã không thể gánh nổi. Sau khi trả hết nợ, tôi dùng số tiền còn dư thuê một căn nhà nhỏ hơn. Còn bà xã thì bắt tôi phải đi tàu điện ngầm đi làm. Thật sao? Người như ông chua ghét đi tàu điện ngầm mà, ông làm thế nào để thích ứng được? Nào có thích ứng được, đến tận bây giờ vẫn cảm thấy như đang bị đày xuống địa ngục. Tuy có đôi chút vất vả, nhưng tinh thần lại cảm thấy như đang ở trên thiên đàng, bởi vì mỗi tháng tôi có thể tiết kiệm được 1 triệu won để đầu tư. Chú Sok Chun và Oh Jun Bi vừa uống rượu vừa nói chuyện, lúc này No Bung Song ngồi bên chêm vào một câu. Tuy là câu nói vui, nhưng mặt anh ta lại rất buồn bã. Anh dạo này thế nào ạ? Chu Sok Chun lúc này mới nhớ ra là chưa trả hỏi No Bung Song, vội vàng rót rượu cho ông ta để thay lời xin lỗi. Tôi ý à? Tôi rất ổn, thế giới này còn có thể có gì nữa? Chỉ cần tôi và mọi người trong nhà khỏe mạnh là được rồi chứ sao? Đặt chén xuống, No Bung Song lại tiếp tục. Tôi thật sự ngưỡng mộ thế hệ trẻ các cậu. Nếu như tôi có thể giống như các cậu, trở về tuổi 30, chắc chắn tôi sẽ tiết kiệm tiền dưỡng già. Các cậu đã thấy tình cảnh của Song Hyung Song rồi chứ, bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế. Còn sau khi biết được hoàn cảnh của tôi, cũng phải tích lũy tiền bạc cho cuộc sống sau này đi nhé. Bây giờ tôi đã có nhận thức mới về câu cuộc đời của tiền bối đã phải đi qua bao nhiêu đường vòng, phạm phải rất nhiều sai lầm. Mục đích của nó chính là để những thế hệ sau như các cậu tránh bị mất học phí để có được những bài học kinh nghiệm quý giá này. Nửa bùng song còn đang định rót rượu vào chén nhưng đã bị Do Ji Hye ngồi bên cạnh giật lấy chén rượu. Anh uống nhiều rồi đấy, đừng uống nữa.
Được rồi, không uống nữa. Cho dù kiếm tiền được nhiều hay ít, nhưng ít ra bây giờ tôi vẫn là trụ cột của gia đình, uống nhiều quá cũng không ra gì cả. Nói thế anh lại đi làm rồi à? Chú Sốc Chun thấy thái độ của Nô Bung Song rất vui khi nói ra câu đó, nhưng Ô Dung Bi bên cạnh véo anh một cái vào đùi, đưa mắt ra hiệu. Không có gì, đến tuổi tôi bây giờ vẫn đi làm bảo vệ cho khu chung cư, đương nhiên là không phải là việc đáng tự hào gì cả, nhưng còn có cách nào nữa đâu, cuộc sống đưa đẩy mà. Sau khi mất việc, Nô Bung Song mất một thời gian dài, ngày nào cũng chìm đắm trong bia rượu. Sau khi dùng tiền lương hưu để trả hết cho tiền học cho bọn trẻ, số tiền còn lại chỉ tương đương với 2-3 tháng sinh hoạt phí. Sau này thực sự không còn cách nào khác, vợ ông đến làm việc cho một cửa hàng ăn. Nô Bung Song cũng bắt đầu tìm việc. Ông vốn cho rằng đợi sau khi bọn trẻ đều vào đại học, tình hình sẽ ổn hơn. Nhưng thực sự lại không như mong muốn. Để góp đủ tiền học cho con, ông khổ sở không dám kêu. Tuy tiền học ít hơn so với tiền học ngoại khóa trước đây, nhưng đối với ông, hiện tại số tiền này cũng là một gánh nặng không nhỏ. Anh à, không uống nữa thì ăn thêm chút gì đi chứ, có sức khỏe là có tất cả. Chú Sốc Chun bưng cơm canh nóng hổi đặt trước mặt Nô Bung Song. Cảm ơn các cậu, mấy anh em mình có duyên đến được với nhau, anh thật sự rất vui. Đúng rồi, Ji-hye, nghe nói gần đây cậu là cao thủ đầu tư ngắn hạn. Đồ Ji-hye cười gượng, nâng chén rượu lên. Kể từ vú lần trước đến bây giờ, em mới lấy lại được tinh thần. Bây giờ chỉ cần có người nói em là cao thủ đầu tư ngắn hạn là em thấy rất hối hận. Câu nói của Đồ Ji-hye khiến mọi người cười phá lên, sau đó nâng cốc uống cạn. Họ lại nâng cốc chúc cho người đã khuất được bình an. Khi đã đều ngà ngà say, do đã chuẩn bị tinh thần phục bên linh cữu nên mọi người đều tìm một chỗ để ngả lưng. Trời đã dần sáng, một ngày mới bắt đầu. Chú Sốc Chun đột nhiên nhớ đến câu nói "Enjoy current", một khi lướt trên mặt nước, các hội viên đều vui mừng hét lên câu này. Câu này có ý nghĩa là hưởng thụ hiện tại, nhưng nếu hiểu theo mặt chữ Latin thì phải dịch là nắm chắc hiện tại mới chuẩn xác. Nắm chắc hiện tại từng giây từng phút không chỉ có ý nghĩa là phải nắm lấy niềm vui hiện tại, mà còn có hàm ý vì tương lai hãy nắm chắc hiện tại. Nhìn mặt trời mọc buổi sáng, chú Sốc Chun càng cảm nhận rõ tất cả đều vẫn chưa muộn. Trong buổi sáng mùa thu đẹp trời này, trong lòng anh ngập tràn về cuộc sống tương lai. Anh tin tưởng sâu sắc rằng mỗi bước đi của mình đều sẽ rất chắc chắn. Bí quyết từ viêm màng túi trở thành biết chi tiêu. Sáng sớm thứ hai, để có thời gian đi nghỉ cùng gia đình, chú Sốc Chun xác nhận lại một lần nữa kế hoạch làm việc. Vừa vặn vào tuần đầu tiên của tháng 2 nên không có việc gì gấp gáp. Ông chỉ cần hoàn thành kế hoạch kinh doanh và kế hoạch năm mới vào cuối tháng 1 là có thể có 2 ngày đi nghỉ. Buổi sáng nộp đơn xin nghỉ phép, sau khi kết thúc công việc đi ăn cùng các đồng nghiệp, sau đó là thời gian uống cà phê trong phòng nghỉ của công ty. Chủ nhiệm Chong nhắc đến việc nghỉ phép và hỏi ông với thái độ ngưỡng mộ. Giám đốc Chu, nghe nói ông và gia đình sắp đi du lịch Nhật Bản, kết quả thi của con gái ông tốt chứ? Cháu thì cũng được, nhưng vẫn chưa có kết quả. Junbi cũng đã thi đại học, Jiun thì cũng đã thi xong sát hạch nghiệp vụ, cho nên lần này muốn đưa cả nhà đi nghỉ cho bớt căng thẳng. Giám đốc Chu, chẳng có gì phải lo lắng, việc học của con cái tốt như vậy đúng là khiến mọi người phải ghen tị. Chủ nhiệm Chong cùng bộ phận ngưỡng mộ nói. Không chỉ có bọn trẻ học giỏi đâu nhé, cậu có biết giám đốc Chu có bao nhiêu tiền không? Giám đốc Song đang uống cà phê bên cạnh tiếp lời. Ông ta và Chu Sốc Chun cùng vào công ty. Trong số người cùng vào công ty lúc đó, rất nhiều người vì không được thăng chức hoặc vì lý do cá nhân đã rời bỏ công ty. Không mấy ai kiên trì đến tận giờ. Giám đốc Song là một trong những người như vậy. Có thể thấy để tồn tại được trong một xã hội cạnh tranh khốc liệt như thế này cũng khó ngang với việc cứu sinh trong rừng nguyên thủy. Giám đốc Chu, tại sao việc gì ông cũng làm tốt đến vậy? Từ việc giáo dục con cái, đến công việc, thậm chí là tăng giá trị cho tài sản nữa. Nhân viên mới Migu Wing muốn biết làm thế nào mới có thể đạt được thành công như Chu Sốc Chun. Trong công ty, ông được coi là người biết cách quản lý tiền bạc và được các nhân viên trẻ coi là thần tượng.
Vì vậy, mỗi khi công ty họp mặt ăn uống và cà phê trong giờ giải lao, rất nhiều nhân viên đều hỏi ông về bí quyết thành công trong việc quản lý tài chính. Cũng chẳng có gì ghê gớm, chẳng qua là sống tốt mỗi ngày thôi. Nói vậy thì lại đơn giản quá ạ, giám đốc hãy nói cho chúng tôi bí quyết đi. Lúc này chủ nhiệm Hoang bước vào phòng nghỉ, ném mạnh chiếc cốc giấy vào thùng rác, mọi người ngừng bặt và nhìn anh ta. Sao vậy? Không coi ai ra gì, cấp trên ở đây, tại sao lại tùy tiện vứt rác như vậy? Chủ nhiệm Choang trách chủ nhiệm Hoang không biết trên dưới. Lúc này chủ nhiệm Hoang mới chú ý đến sự có mặt của chủ nhiệm Choang và Chu Sốc Chun nên vội vàng cúi đầu. Xin lỗi, tôi... Đó là vì cổ phiếu. Trước đó, chủ nhiệm Hoang đã đem hết số tiền thưởng và tiền vay ngân hàng đi chơi cổ phiếu. Kết quả là thất bại thảm hại. Nhưng anh ta không cho rằng đó là trách nhiệm của bản thân mà đổ lỗi cho người môi giới chứng khoán và bậc tiền bối đã giới thiệu cho anh ta cổ phiếu này. Do đó mới không kiểm soát được hành động. Chu Sốc Chun bỗng nhớ lại hình ảnh của Do Ji-hye và mình khi còn trẻ. Lúc đó, ông cũng hàng ngày chú mắt vào đầu tư ngắn hạn, mắt không rời vào các biểu đồ của thị trường cổ phiếu, nhưng cuối cùng vẫn không thu được gì cả. Do đó, bắt đầu oán hận tất cả. Chu Sốc Chun ngăn chủ nhiệm Choang không trách cứ chủ nhiệm Hoang nữa. Ông an ủi anh ta mấy câu. Sau khi bầu không khí trở lại như cũ, chủ nhiệm Choang rất muốn biết được Chu Sốc Chun có bí quyết quản lý tài chính gì, nên đã nhắc lại vấn đề ban nãy. Thấy không khí có vẻ nặng nề, Chu Sốc Chun cười nói. Thực ra, ban đầu tôi cũng không thuận buồm xuôi gió như các bạn nghĩ đâu. Chà, hết giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta về phòng làm việc thôi. Đúng đấy giám đốc Chu, ông hãy cho bọn trẻ chúng tôi một vài lời khuyên đi. Những ý kiến trước đây của ông đã giúp tôi rất nhiều. Nếu không thế này đi, cuộc họp tuần sau, ông hãy dành thời gian giảng giải cho chúng tôi được không? Dù sao, đó cũng là thời gian diễn thuyết tự do 2 tiếng đồng hồ mà. Tôi còn phải suy nghĩ xem chúng ta sẽ thảo luận vấn đề gì. Lên lớp, tôi trông có giống thầy giáo không? Nếu tôi có được bản lĩnh đó thì đã sớm chuyển nghề rồi. Thấy Chu Sốc Chun đứng dậy, các nhân viên tha thiết đề nghị ông phải có buổi nói chuyện. Giám đốc Song đột nhiên tìm được nội dung cho công việc hội thảo mà ông phụ trách cũng khá tích cực. Thôi, được rồi, vậy để tôi thử xem sao. Đúng 3 giờ các cậu chuẩn bị sẵn những giấy tờ phải phê duyệt, tôi về trước đây. Chu Sốc Chun đành phải đồng ý, ông đi về phòng làm việc của mình. Mặt sông bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng. Bây giờ đã là mùa đông, một cơn gió thổi qua khiến không khí càng trở nên lạnh giá. Nội dung của buổi hội thảo là thảo luận vấn đề xác định kế hoạch công việc trong năm mới và phân công làm việc theo nhóm, đồng thời còn phải tiến hành bồi dưỡng cho những nhân viên mới. Không giống như những buổi picnic nhẹ nhàng, không khí khá là nghiêm túc. Các nhân viên trong công ty đều rất hào hứng đối với phần lớn kế hoạch làm việc. Buổi hội thảo cũng vì thế càng trở nên sôi nổi. Sau một ngày làm việc kết thúc, các nhân viên sau khi ăn tối thường túm năm tụm ba đi vào các phòng hội nghị. Buổi tối còn chuẩn bị thêm một vài chủ đề khác, phát triển tiềm năng của bản thân, vui chơi giải trí, yoga. Các nhân viên có thể căn cứ vào sở thích của mình để lựa chọn các bộ môn khác nhau, trong đó có bộ môn do Chu Sốc Chun phụ trách, đó là quản lý tài chính. Phải diễn thuyết, có phải hơi quá chăng? Chu Sốc Chun có đôi chút căng thẳng. Sau khi vào hội trường, ông bất ngờ phát hiện có rất nhiều nhân viên đến dự. Tuy chủ nhiệm Choang ngồi hàng cuối cùng giơ ngón tay cái lên, nhưng ông vẫn cảm thấy lo lắng. Xin chào các bạn, tôi là Chu Sốc Chun. Thật bất ngờ hôm nay lại có nhiều người đến dự như vậy. Trước khi bắt đầu, tôi muốn nói một câu. Tôi có được như ngày hôm nay là nhờ vào giáo sư Ma Su. Chính ông đã dạy cho tôi biết phải có quan niệm đúng đắn về tiền bạc, hướng dẫn tôi tìm ra con đường quản lý tài chính đúng đắn. Điều này giống như các bậc thánh hiền trước đây thường nói, những gì tốt phải biết chia sẻ cùng mọi người. Tôi vô cùng cảm ơn các bạn hôm nay đã cho tôi cơ hội như thế này. Tôi cũng hy vọng từ nay về sau có thể cùng các bạn chia sẻ và giao lưu kinh nghiệm. Sau đây, tôi xin bắt đầu bài nói chuyện của mình. Có chỗ nào chưa phải, mong nhận được sự góp ý của các bạn. Sau lời mở đầu và những tràng vỗ tay, buổi nói chuyện chính thức bắt đầu. Chu Sốc Chun chiếu nội dung đã chuẩn bị trước lên màn hình. 1. Thay đổi quan niệm về tiền bạc trước đây. 2. Khi gặp khó khăn về kinh tế, bạn phải gánh tất cả trách nhiệm. 3.
Trong cuộc sống, tuyệt đối không thể để mình biến thành nô lệ của đồng tiền mà phải trở thành chủ nhân của nó. 4. Bất kỳ quyết định nào trong đầu đều không có ý nghĩa. 5. Mục tiêu hàng đầu là phải trả hết nợ. 6. Đưa ra dự toán để kiểm soát nghiêm ngặt chi tiêu. 7. Sử dụng nguyên tắc 70-30. 8. Điều chỉnh cơ cấu tài sản của gia đình đảm bảo cho thu nhập tăng lên. 9. Quản lý tài chính cần có sự dẫn dắt của mục tiêu. 10. Phải nắm bắt những thay đổi của tài sản đầu tư. 11. Đầu tư cần có tầm nhìn xa. 12. Thận trọng khi lựa chọn các sản phẩm tiền tệ. 13. Không nên quá lạc quan về tương lai. 14. Kẻ thù lớn nhất của cuộc sống sau khi nghỉ hưu là bỏ lỡ thời cơ. 15. Sản phẩm đầu tư an toàn không đồng nghĩa với một tương lai được bảo đảm. 16. Phải vứt bỏ sự mê muội trong đầu tư bất động sản và giáo dục con cái. 17. Chuẩn bị tốt 3 tài sản lớn. 18. Cho dù là cuộc đời con người hay là đầu tư, kết quả cuối cùng luôn là rùa vượt qua thỏ. Những gì tôi liệt kê ở trên đây là nguyên tắc mà tôi luôn tuân thủ. Tôi dám khẳng định rằng chỉ cần có thể làm được những điều ở trên, các bạn không chỉ thành công trong việc quản lý tài chính, hơn nữa bạn và gia đình sẽ có được một cuộc sống sung túc. Nói đến đây, chú Sóc Chuôn dừng lại. Tất cả mọi người có mặt trong hội trường đều chăm chú nhìn ông, trong đó cũng có cả một số người mới nghe đã nghẹo đầu tỏ ý phản đối. Điều này khiến ông nhớ lại lần đầu gặp giáo sư Masu. Ban đầu bản thân ông cũng khó có thể chấp nhận được quan điểm của giáo sư. Bây giờ nghĩ lại thấy rất nực cười. Tuy nhiên, sự đời thay đổi khó lường, bản thân ông cũng đã từng tiếp nhận những lời dạy bảo của giáo sư Masu và vận dụng vào trong cuộc sống. Giờ đây, lại truyền thụ những trí tuệ cuộc sống có ý nghĩa sâu sắc này cho các bạn trẻ. Điều này khiến ông xúc động vô cùng. Chú Sóc Chun hít một hơi thật sâu, bắt đầu giảng giải từng điều một. Ông hy vọng sẽ có nhiều người có thể thành công được như ông, hiểu rõ hiện tại để chuẩn bị tốt cho cuộc sống trong tương lai. Thank you.